Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2020 thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là hoành phi câu đối ngai thờ quạt tứ linh bằng gỗ mít. Đây là chúng tôi nhận trùng tu của một nhà thờ tại Hải Phòng. Toàn bộ đồ thờ cúng này là bằng gỗ mít, chúng tôi nhận trùng tu. Thì các khách hàng ngoài Hải Phòng đã thuê xe tải đưa đồ thờ cúng cũ về tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành ở La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để trùng tu, sơn son thép vàng lại toàn bộ. Bộ đồ thờ cúng của các cụ gồm có một bức hoành phi, một bức cuốn thư, hai ngai thờ một thước và một bàn tụng kinh. Cộng với đó là hai chiếc quạt tứ linh. Trên màn hình quý vị các bạn đang chiêm ngưỡng đây là hai cỗ ngai thờ một thước. Một thước là theo với thước cổ của các cụ ngày xưa. Còn như thước mới bây giờ thì có kích thước như sau. Chiều rộng là 53, chiều sâu là 42, chiều cao là 81. Vào thước phong thủy số đẹp. Thì trong các clip trước chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều những mẫu ngai thờ bằng gỗ mít hàng mộc rồi. Thì quý vị có thể xem được ngai thờ đồ gỗ Hiền Lành trên YouTube. Trong clip này chúng tôi giới thiệu tới quý vị các bạn là chúng tôi trùng tu lại cho khách hàng. Khách hàng đã dùng rất là lâu rồi thì nó có phai mờ màu sơn đi. Thì chúng tôi sẽ làm lại. Hai cỗ ngai thờ này là ngai thờ một thước bằng gỗ mít được sơn son thép vàng. Phần mặt là chúng tôi sơn then, sơn đen. Quý vị có thể theo dõi được. Đây là chiếc bàn tụng kinh nhé, quý vị nhé. Hai chiếc ngai thờ này là chúng tôi đục, phần ta là chúng tôi đục rồng thật. Chất liệu là gỗ mít và được sơn son thép vàng toàn bộ. Thì quý vị mà ưng mẫu sản phẩm như này, quý vị có thể liên hệ theo hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi ở làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và các bạn đang được chiêm ngưỡng một bức cuốn thư, đây là kích thước dài 1m97. Chiều rộng là 97 và dày 5 phân. Cuốn thư này có tên gọi là cuốn thư mẫu Phượng Hoàng. Và phần chữ nho là chúng tôi sẽ làm màu đen để nổi trên bề mặt thép vàng. Chúng tôi đang trùng tu lại theo đúng như bản cũ mà nhà thờ các cụ đã sơn. Chúng tôi cũng có nhận trùng tu đình chùa, tượng Phật, nhà thờ, tất cả các đồ thờ cúng bằng gỗ thì chúng tôi đều trùng tu được. Trong clip này chúng tôi cũng muốn báo cáo với các khách hàng ở xa, nếu quý vị có những đồ thờ cúng cũ, quý vị có thể thuê xe tải trở về cho chúng tôi làm, hoặc là chúng tôi sẽ có xe ra đó lấy đồ. Về thì quý vị sẽ chịu phí cước vận chuyển. Và sau khi chúng tôi hoàn thiện xong thì chúng tôi sẽ trở ra cho quý vị. Quý vị có thể chọn theo hai phương thức như vậy. Vì khi vận chuyển về đến chúng tôi thì chúng tôi nó sẽ có đủ đồ để làm hơn. Và khi đến nhà thì nó sẽ thiếu rất nhiều đồ, rất là khó làm. Vì công đoạn nọ chờ công đoạn kia. Không thể một lúc nhát mà xong được, có thể vài ngày. Và trên màn hình quý vị đang chiêm ngưỡng đây là những đồ thờ cúng bằng gỗ mít, ngai thờ, cuốn thư, hoành phi. Một bức hoành phi của các cụ là dài 1m97, rộng 67, là bức hoành phi to. Và còn hai bức hoành phi nhỏ mini nữa thì nó chỉ dài có 1m2 thôi.
Và đây quý vị đang được chiêm ngưỡng, đây là hai bức hoành phi nhỏ hơn, thì có kích thước là dài 1,2 m, rộng là 61 phân, đều là chạm 4 chữ để quý vị có thể chiêm ngưỡng được. Và sau khi trùng tu hoành phi xong thì chúng tôi sẽ làm clip về hoành phi riêng để quý vị có thể tiện theo dõi. Quý vị ở xa thì quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Quý vị có thể tiện theo dõi hơn. Quý vị hãy liên hệ theo hai số 0986 883349 hoặc 0985 226684 để biết thêm chi tiết cụ thể hơn về các đồ thờ cúng hay là sơn son tiếp vàng, sơn PU tiếp vàng. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Quý vị có thể gọi Zalo cho chúng tôi. Và sau khi chúng tôi hoàn thiện thêm 3 bức hoành phi nữa thì chúng tôi sẽ cho xe tải chở ra Hải Phòng và lắp đặt cho các cụ. Còn các bạn đang chiêm ngưỡng, đây là bàn tụng kinh, cũng được sơn son thép vàng Đài Loan. Và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể chiêm ngưỡng lại một lần nữa là hoành phi ngai thờ quạt tứ linh.